và các bạn thân mến, ca sĩ Huỳnh Phan Trọng Quỳnh, người đã thể hiện thành công ca khúc chủ đề của nhạc phim Cầu Vồng Không Sắt. Dĩ nhiên một viên hot như thế. Và trong cuộc thi ngày hôm nay thì anh ấy sẽ biểu diễn một bài hát khác. Vâng, trái tim bên lề. Thoải mái, em có thể cho mọi người thấy được chân dung thiệt của em chút xíu được không? Có làm sao? Đó, cũng đẹp trai mà.